xin chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh youtube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tính toán và thiết kế trục. thì trong quá trình mà làm đồ án chi tiết máy á cái việc mà tính toán và thiết kế trục nó cũng khá là khó khăn và nhiều bạn yêu cầu mình làm một cái clip để hướng dẫn các bạn tính. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái clip để hướng dẫn các bạn tính toán và thiết kế cái trục dựa trên cái ví dụ là 10.9 trong sách của thầy Nguyễn Hữu Lộc, đó là sách cơ sở thiết kế máy và nó nằm ở cái trang là 369 hoặc các bạn có thể nhập vô là 360. Đây các bạn quyển sách đây nè các bạn, các bạn nhập vô 360 nè. Đó, này ví dụ 10.9 này các bạn. À, thì tôi sẽ giải thích cái ví dụ này cho các bạn xem nha. Thì đây người ta cho cái đề nè các bạn, thiết kế trục một hệ thống truyền động trên hình 3.1. Đây là cái hình 3.1 nè các bạn và cái hình này nó nằm ở cái trang là 84 nha các bạn. Hoặc à, các bạn có thể gõ vào 75 để dẫn tới cái hình này các bạn xem. Và người ta cho biết các cái thông số nè. Cái công suất B1 là 5.66 kW nè. Moment xoắn trên trục một là 181264.3 nè. Trục một là trục này nè các bạn. Đó. À, số vòng quay của cái trục này là 298,2 vòng vòng/phút. này và vật liệu để chế tạo cái trục này á là thép C35. À với các cái thông số như thế này. Đó. Đầu tiên á, mình đi phân tích lực tác dụng lên các cái trục. Thì à, mình nhìn nè các bạn, ở đây là cái bộ truyền của mình là bộ truyền bánh răng nè, thấy chưa? Và mình đi tính cái trục một là trục này nè. Thì trên trục này á nó có lắp cái bánh đai này các bạn. Và bánh răng số 1 nè đó thì mình sẽ đi phân tích lực do bánh đai nè và lực do bánh răng nè, tác dụng lên trục nè đó ta xét cái trục số 1 nè các bạn rồi ở đây ta thấy là lực do cái bộ truyền đai này nè các bạn sinh ra nè ta gọi là fr nè đó bên đây cái bánh răng chỗ này nè các bạn thì đây là bánh răng trụ răng thẳng cho nên nó có hai lực đó là lực vòng ft nè và lực hướng kính fr nè đó, thì những cái thông số này thì tí nữa mình sẽ tính sau các bạn bây giờ mình biết phương chiều dưới cái nào ở đây các bạn lưu ý là cái trục một này nó quay ở trên đi vào ở dưới đi ra nha cho nên cái bánh răng chủ động là bánh số 1 này nè cái lực ft này nó sẽ hướng ngược chiều với lại n 1 nè các bạn rồi qua đây nó ăn khớp với cái bánh răng số 2 bên đây nè nó thì bánh này mình tách ra đây cho dễ vẽ nè các bạn thì trên bánh số 2 này nó cũng có hai lực fr và ft Đó. và trên cái trục số 2 này nó có thêm cái bánh xích nè bánh xích vào đây nè và cái trục số 2 này các bạn xem cái lực này ở trên đi ra dưới đi vào nè đó hai cái này cùng vào nè thấy chưa yeah. rồi tiếp theo ở đây trong cái đề này các bạn người ta chỉ yêu cầu mình tính cho cái trục số 1 này thôi ha, tức là mình thiết kế cho cái trục một này thôi thì mình sẽ tính các cái lực tác dụng lên cái trục một này đầu tiên là mình đi xét cái lực tác dụng của bộ truyền đai thì bộ truyền đai mình đã làm một cái clip có tính cái chỗ FR này nè. Có một số sách người ta gọi là FR, một số sách người ta gọi là FK nha, thì bằng là 2F0 nhưng sin của alpha 1/2. Đó, Đấy, cái này mình sẽ xem ở cái trang 159 ha hoặc là gọi vô 150 đây các bạn. Các bạn qua quyển sách này nha. Các bạn gọi vô 150. Đây nè các bạn. Đây ở gần gần cuối nha, đây. Đó, lực tác dụng lên trục nè, đây là bộ truyền đai nè người ta tính nè các bạn sẽ xem lại trong sách chỗ này nha ở đây là cái ví dụ của bên bộ truyền đai và người ta lấy cái kết quả của tính toán bộ truyền đai đây ví dụ này nè các bạn ví dụ 4.1 nè thì người ta lấy cái kết quả đó người ta đưa vào đây để tính rồi ở đây mình bấm máy tính ra các bạn đây là 2 nhân cho 414 đó, thì cái những cái thông số này ở đâu thì các bạn sẽ xem lại ở cái ví dụ mà bộ truyền đai nha các bạn và tôi cũng có làm một cái clip về ví dụ bộ truyền đai rồi thì các bạn có thể xem thêm đây nhân cho xi của 146.2 mà chia cho 2 đóng ngoặc lại bằng 792,2 này các bạn thấy chưa tiếp theo mình sẽ đi tính cái lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng đây nè các bạn bộ truyền bánh răng này là bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng cho nên mình sẽ có hai lực đó là lực ft và lực fr tức là lực vòng và lực hướng kính thì đầu tiên mình đi tính cái lực vòng trước. Ở trong cái ví dụ này người ta không tính cái lực vòng nè à, mà người ta lấy giá trị luôn. Thì nhiều khi các bạn không biết ở đâu ra. Đây, tôi tính thêm cho các bạn nè. Cái lực uh, FT1 nè các bạn thì uh, theo lý thuyết mình học là bằng 2T1 chia D1 mà bằng 2 nhân cho cái T1 là đề nó cho nè, 181264.3 nè. Còn cái D1, D1 là 112 thì các bạn xem lại cái ví dụ ha ở cái uh, tính toán bộ truyền bánh răng nha các bạn ha. À, tính toán bộ truyền bánh răng nha các bạn giờ ở cái chương bánh răng nha. À, đây nè các bạn, ví dụ này nè Người ta tận dụng cái kết quả của tính toán bộ chiên bánh ăn này các bạn D1 là 112 nè Rồi ở đây mình sẽ bấm máy tính cho các bạn xem nha Là 2 nhân cho 181264.3 Bằng và chia cho 112 Bằng là 3236.86 nè đây các bạn, 3236.86 coi như .9 nè đó Nhiều bạn sẽ không biết cái thằng FT này ở đâu ra Và thằng D1, D2 này ở đâu ra đó Nó xuất phát từ cái này nha các bạn Và nó thừa hưởng các kết quả tính toán ở những cái ví dụ trước Bây giờ mình có cái thằng FT rồi Mình sẽ thế do công thức này các bạn để mình tính cái FR nè Thì ở đây là FR sẽ bằng FT1 nhưng cho tan alpha à Mà FT1 là mình vừa mới tính là 3236.9 trăm trình nhân cho tan alpha ở đây alpha của mình là 20 độ bằng nè là 1178 phút 13 nè coi như phết 1 đi đó ở đây á nó tính thêm cái lực tác dụng lên bộ truyền xích thì ở đây mình không có tính cho trục số 2 cho nên mình cũng không cần quan tâm đây nhưng mà nhân tiện ở đây người ta có tính thì giải thích luôn đó là cái ép xích này sẽ bằng km nhân cho ft này nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể xem ở cái trang là 176 nha là FR nè sẽ bằng FR hay gọi là F xích đó sẽ bằng km nhân FT nè nó km là hệ số trọng lượng của xích và km nó thường là bằng 1,15 khi xích 5 ngang hoặc là nghiêng mà nhỏ hơn 40 độ còn km bằng 1 khi mà góc nghiêng nó từ 40 cho đến thẳng đứng thì cái này các bạn thiết kế bộ truyền xích thì các bạn cần quan tâm nha ở đây á mình chỉ đi tính toán cái trục này thôi á cho nên mình chỉ quan tâm những cái lực nằm trên cái trục này thôi tiếp theo các bạn mình qua cái bước thứ hai đó là mình đi chọn cái vật liệu và đây đề nó cho á, là vật liệu thép C35 nha à, khi mà chọn vật liệu thép C35 rồi á mình chọn sơ bộ cái ứng sức sắn cho phép ở đây người ta chọn cái ứng sức sắn cho phép sơ bộ là à, 20 MP nè thì cái này các bạn có thể đọc thêm cái phần lý thuyết ở cái trang là 352 nha cái ứng sức cho phép này á, thường á là nó bằng 0,5 cái ứng sức uống ha. À, Sigma nè đó thì cái ứng sức uống người ta cho cái ở cái bảng là 10.1 này là các bạn ví dụ như cái này nè đây là cái trục của mình á à, thường là người ta thiết kế có cái góc lượng này nè để giảm ứng sức cho nên mình chọn vô cái hàng này đó và cái đường kính trục đường kính trục ví dụ mình chưa biết thì lấy cái cao nhất nè thì ra cái thằng này là khoảng 50 đúng không ứng với C35 nè đó thì cái ứng sức uống này là 50 đúng không 50 mà thằng ứng sức sắn này bằng một nửa nó là bằng khoảng 25 hoặc là ở đây người ta có cái lý thuyết người ta nói nè giá trị ứng sức sắn có thể chọn là từ 20 đến 25 nè đối với trục đầu vào và đầu ra còn đối với trục trung gian thì mình có thể chọn từ 10 đến 15 đó mình có thể căn cứ vào hai cái lý thuyết này để mình chọn cái ứng sức sắn cho phép Nha, ở đây người ta chọn là 20 20 thì nó rơi vào cái khoảng này đó. Còn nếu như mình chọn theo cái kiểu này là 0.5 nhưng cho Sigma uống á, thì mình chọn theo dưới đây là khoảng tầm 25 nó cũng được rồi Bước thứ ba là mình đi xác định đường kính sơ bộ của trục thì theo công thức này D nó sẽ lớn hơn bằng căn bậc 3 của T1 chia cho 0,2 tô Đó. Thì cái công thức này ở đâu ra? Đây là nó xuất phát từ cái này nè các bạn Tức là từ cái công thức mà bên sức bền á là cái ứng sức xoắn nè Sẽ bằng là tô chia cho cái V0 này nè V0 này là moment càng xoắn và các bạn có thể xem cái công thức này ở cái trang là 353 nha ở đây các bạn cái ứng sức sắn mình tính ra nó phải nhỏ hơn cái ứng sức sắn cho phép thì từ công thức này mình xuyên ra à, nè các bạn mình chuyển cái thằng D mũ 3 này qua đây mình chuyển cái thằng ứng sức sắn xuống đây có nghĩa là D mũ 3 nó sẽ lớn hơn hoặc bằng T chia cho 0 phích 2 tôi cho phép Đó. cái xong mình lấy căn bậc 3 có phải bên đây là căn bậc 3 của D mũ 3 thì nó ra là D còn bên đây mình lấy căn bậc 3 thì nó sẽ ra là t chia 0,2 nhân cho ứng sức sắn. Đó, nó ra cái công thức này nè. Ở đây là hai công thức này là như nhau nha các bạn không có khác đâu. Ở đây 0.2 chính là 1/5. 1/5 thì mình lại quăng số 5 lên trên. Có nghĩa là 5t1 chia cho sigma cho phép cũng được. Đó, hai công thức này là như nhau nha các bạn. Rồi ở đây mình ghép số vô này, Mô men sẵn của mình đó là 181264.3. 0.2 viết lại và cái tô cho phép này là 20. Đây các bạn. Ví dụ tôi bấm máy tính coi, căn bậc 3 nha. Căn bậc 3 của bao nhiêu? À, 18 1264.3 mà chia cho 0.2 mà nhân cho 20 bằng 35,65 đó coi như 35,6 nè và mình làm tròn ha coi như đường kính cái đầu, đầu tiên á đường kính nhỏ nhất á là 36 đây cái đường kính đầu nhỏ nhất là cái đầu bên mà lắp cái bully nè các bạn lắp cái bánh đai đó 36 nè ở đây nó ghi 38 là chưa chính xác này các bạn nha rồi các cái đường kính còn lại mình chọn như trên hình này. Ở à, đây lưu ý các bạn nè, khi mà mình đã tính ra được cái đường kính nhỏ nhất nè. Đó. Thì mình sẽ dựa vào các cái kết cấu của cái trục này để mình lựa chọn các cái kích thước đường kính của trục. Ví dụ ở đây nè, mình thường người ta lên đây, người ta tăng dần kích thước lên nè. Ví dụ ở đây 36 đúng không? Ở đây người ta chọn lên chỗ này lắp ổ bi. ổ bi thì lưu ý nha, cái đường kính ngay chỗ lắp ổ bi là cái số đuôi của nó là số 0 hoặc là số 5, ví dụ như là 30 nè, 35, 40, 45, 50 gì đó à, với mình không được lấy ví dụ như 32 hoặc là 33 gì đó những cái số đó thì không có cái ổ lăng hay ổ bi nào đó mà nó có đường kính trong lẻ tức là không có không phải là bội của năm đó thì nó sẽ không có để mua lắp vô nha cho nên ở đây nè các bạn thấy người ta chọn là vi 40 nè đó ngay chỗ bi này phi 40 nè. Rồi tiếp theo đây nó tăng lên cái phi 45 nè. giờ do đây là nó cần cái gọi là cái bực để chặn nha, chặn cái chiều dọc trục nè. Tiếp theo mình qua cái bước thứ tư các bạn, đó là mình chọn kích thước dọc trục theo công thức 10.5. Đó thì các bạn xem công thức 10.5 nha. Ta có nè. Đây cái hình này nè. Và cái hình này nó nằm ở cái trang là 353 nha các bạn. Ở đây các bạn xem nè. À, L, L là khoảng cách giữa hai cái tâm của hai ổ lăng hai bên nè. Đó, và nó tính ra bằng L1 cộng cho 2X cộng cho V kép L1 là gì? L1 là cái chiều dài mai ơ của cái bánh răng Có một số bánh răng á, đường kính nó nhỏ thì người ta làm bề rộng với lại cái chiều dài mai ơ này nó bằng nhau luôn Có nghĩa là nó không có cái bậc chỗ này nè đó, Thì lúc đó là B1 và L1 này bằng nhau Trong trường hợp này là nó cho bằng nhau đó các bạn để L1 và B1 này bằng nhau và bằng 85. Cái số 85 này ở đâu là các bạn sẽ xem ở cái kết quả tính toán bộ truyền bánh răng ở cái trang 260 các bạn. Đây là người ta thường cái kết quả tính toán của những cái bộ truyền trước cụ thể đây là bộ truyền bánh răng thì các bạn dở ra cái trang 260 các bạn xem nha cái quyển sách của thầy Nguyễn Hữu Lộc đó hoặc các bạn gõ vô là 251 đây nè các bạn cái quyển này nè các bạn gõ vô 251 đó thì người ta thừa hưởng cái kết quả của cái việc tính toán này nè bề rộng bánh răng nè bánh bị dẫn là b 1 nè là 85 nè rồi tiếp theo cái x này là gì x là khe hở giữa cái mặt bên của bánh răng và cái thành hợp này nè và cái này là nó dao uh, động từ khoảng 8 đến 15 à, 8 đến 15 thì các bạn đọc trong lý thuyết nha thì ở đây người ta chọn là 10 thông thường người ta hay chọn là 10 tiếp theo cái VKF nè thì cái kép này ở đây á mình sẽ tra cái bảng 10.2 ha kép này nó dao động khoảng từ 30 đến 70 à, mà VKF là gì VKF là cái bề dày của cái chỗ mà lắp ổ lăng này các bạn ha và cái này các bạn xem ở cái bảng 10.2 đây là tùy thuộc vào moment xoắn nha ở moment xoắn này của mình á là 181.000 đó tức là một trên 100.000 nè đó thì mới rơi vào cái này đó là từ 100 đến 200 này các bạn tra ở bảng 10.2 nha và cái bảng này là nó tính đơn vị là Newton mét nha thì ở đây là 100.000 đến cho 200.000 á bên tra qua đây đó V kép nè nó khoảng từ 30 đến 70 này thấy chưa. 30 đến 70 thì đây người ta chọn là 40 nè rồi như vậy là mình có hết các cái thông số này rồi mình ráp vô L1 là 85 nè thấy chưa rồi cộng cho 2x, x là 10, 2x là 20 nè Rồi cộng cho kép là 40 nè Vậy là 100 45 nè Đó có nghĩa là gì tổng chiều dài từ đây qua đây nè là 145 này các bạn à, Từ tâm của cái ổ bi bên trái với tâm cái ổ bi bên phải là 145 nè Tiếp theo mình tìm cái khoảng cách ép nữa các bạn Khoảng cách ép là gì là khoảng cách từ tâm ổ bi cho đến tâm của cái bánh đai đó ép nè Thì cái ép này á, mình cũng phải tra bảng nè các bạn Tra cái bảng này luôn, bảng 10.2 này luôn Đây ép nè nó thì nó dao động từ khoảng 60 đến 90 và đây người ta chọn là 90 à, như vậy là mình đã có đầy đủ các thông số về chiều dài rồi. Và mình phân tích kỹ hơn một chút nữa nè các bạn. Ở đây á, cái đoạn này nè mình đặt tên cho dễ gọi nha để tại vì tí nữa mình đi tính sức bền á phải biết rõ các cái kích thước này thì mình mới tính nó mới dễ. Đây, thằng F này nè là 90 hồi nãy mình vừa mới tra bảng nè. Đó thì mình gọi cái điểm tâm của cái bánh đai là C nha. Qua tới cái ổ bi này là A nha. Đoạn CA này là 90 nè, giờ, Từ tâm của cái ổ bi bên trái nè tới tâm của bánh răng này mình gọi là đoạn AD đi. Chiều dài L này nè là từ tâm cái ổ bi bên trái đến tâm ổ bi bên phải này nè. Đó thì bánh răng này nó nằm ngay giữa ha, nó nằm đều ngay giữa cho nên cái đoạn AD này nè và đoạn BD này nè coi như bằng nhau và bằng L chia 2. Đó mà L nãy mình tính ra là 145. Đây, mình chia đôi nó ra nó ra là 72.5 cho nên là đoạn AD này bằng 72,5 và đoạn BD này cũng là bằng 72,5 luôn. đó một cái lưu ý các bạn, à, lúc mà mình tính toán chiều dài của trục á, thì mình nên mình lựa chọn cái trục mà có nhiều cái chi tiết lắp trên đó nhất để tính. lý do là các bạn, ví dụ như ta có hai cái trục này trên đó nó lắp các cái chi tiết bánh răng hay là gì đó để ăn khớp với nhau. thì à, nếu như các bạn thấy nè, ví dụ tôi gọi trục này trục một đi, trục dưới này nó chỉ có một cái bánh răng này thôi. ở trên đây nó có hai cái bánh răng. Đó. nếu như mình chọn trục dưới đây mình tính trước thì khả năng nó bị thiếu lý do là các bạn mình chọn mình tính đây nè nó khoảng cách này nó ra l này khoảng cách giữa hai bi này nè đó Rồi tí nữa mình lên trên đây mình tính cái thằng chục số 2 này Chục số 2 này nó tới hai cái bánh răng lắp trên đây là ví dụ như cái thằng bánh răng này ăn khớp với đây, bánh răng này nó ăn khớp nó truyền qua trục số 3 đây chẳng hạn, thì cái thành hợp bên đây là mình tính theo cái trục một nó ngắn tới đây thôi, đó như vậy là nó sẽ chạm vô cái bánh răng này. bây yeah. giờ nếu mà mình chọn cái trục trên này nè, nó chụp mà có nhiều chi tiết lắp lên trên để mình tính trước á, thì nó sẽ đỡ bị cái lỗi đó ha, mình tính xong rồi mình phát hiện ra là không đủ chiều dài để cho cái trục số hai á, thì lúc đó lại rắc rối, ha. cho nên thường á, cái lời khuyên là mình nên chọn cái trục mà có nhiều cái chi tiết lắp trên đó để mình tính chiều dài trục đó trước rồi xong từ cái trục đó mình sẽ lần xuống những cái trục mà có chiều dài ngắn hơn đó ví dụ như mình chọn cái thằng này tính trước là tí nữa mình phải dịch thằng này ra nè đó vậy là nó lại thay đổi kích thước đó, một điều lưu ý như vậy nha rồi tiếp theo ta qua cái phần số 5 các bạn đó là mình đi vẽ biểu đồ moment uống và biểu đồ moment xoắn thì đầu tiên là mình đi xét cái mặt ioz này các bạn cái mặt thẳng đứng này nè đó thì trong cái mặt này các bạn xem nè à, mình có các lực nè lực fr nè ha lực này là lực à, do cái bộ truyền đai gây ra nè fr nè tại vị trí a nè cái chỗ cái ổ lăng nè đó mình sẽ cho một cái phản lực ở đây cái phản lực á, thì mình có thể là à, giả sử ban đầu á à, mình giả sử cái chiều lực nó hướng lên hoặc là hướng xuống tùy ý nha mình giả sử hướng lên hướng xuống đều được hết á rồi ở tại vị trí này vị trí d nè thì à, trong cái mặt ioz à, này á, nó chỉ có cái lực fr 1 thôi cái lực ft 1 này nè nó là nó nằm trong cái mặt XOZ còn cái lực fr một này nè đó nó sẽ nằm trong cái mặt ioz mình đang xét cái mặt ioz mà cho nên là lọc ra những cái lực mà nó nằm trong cái mặt uh, ioz này thôi thì uh, đối với cái vị trí bánh răng này nó chỉ có cái lực là fr một thì nó nằm trong cái mặt ioz thôi rồi qua tới đây cái điểm b nè điểm b thì mình cho một cái phản lực nè, gọi là rbi vô đó. thì uh, ban đầu những cái giá trị này mình chưa biết nè các bạn đó là rai và rbi mình chưa biết mình sẽ ứng dụng cái kiến thức của cơ lý thuyết đó các bạn để mình đi tìm ha những cái phản lực này. Thì à, đầu tiên nè, này cũng rất là dễ các bạn. Đầu tiên mình đi lấy à, moment của tất cả các lực này à, đối với điểm A. Đó thì cái này các bạn phải rành bên cơ lý thuyết nha. Đầu tiên là cái lực FR nè. Đó, FR nó tạo ra một cái moment quay quanh điểm A nè, cùng chiều kim đồng hồ không? FR nè. Đó, nó kéo lên như vậy. Đó, thì nó làm cho cái điểm C này quay quanh điểm A cùng chiều kim đồng hồ. Đó mà theo đúng cái lý thuyết của cơ lý thuyết á là nếu mà moment nó quay cùng chiều kim đồng hồ này đó, thì là mình cho là âm cho nên ở đây các bạn thấy không trừ nè fr nè nhưng cho cái à, cánh tay đòn chính là đoạn ca nè mà đoạn ca mình tính đây là 90 mươi nè đó fr nhưng cho 90 nè dấu trừ là à, quay cùng chiều kim đồng hồ là âm nha lưu ý là mình nên xét từ trái qua phải để nó khỏi sót lực nha các bạn tiếp theo tại cái lực rai này nè đó, rai này nó tác động vô ngay điểm a này luôn cho nên cái cánh tay đòn của nó bằng không cho nên là moment do cái lực rai này gây ra đối với điểm a này bằng không nha các bạn cho nên thằng này không xét vô nè có này không tiếp qua tới đây qua tới đây thì ta có fr1 nè nó fr1 nó đè xuống như vậy ngay điểm điểm d nè các bạn đè xuống như vậy thì nó làm cho cái điểm d này quay quanh điểm a này cũng cùng chiều đồng hồ luôn ha cũng quay đi xuống như vậy luôn cho nên là vẫn là trừ nè các bạn thấy không là fr1 nhưng cho cái cánh tay đòn của nó là đạn ad nè AD mà mình tính AD hồi nãy là 72,5 nè, thấy chưa? Đó, nhiều bạn không có hiểu là lúc nào âm, lúc nào dương đó, rất là dễ nha các bạn. Cái phần này nó thuộc kiến thức cơ lý thuyết thôi. Tiếp theo, mình xét qua cái phản lực RBI. RBI nè các bạn thấy không? RBI nó tác dụng đây thì nó làm cho cái thanh này nè, cái thanh AB này nè, nó nó có xu hướng quay ngược chiều kim đồng hồ quanh điểm A. Như vậy ngược chiều đồng hồ là mình lấy là dương. Đây thấy không? Cộng nè. RBI nè nhưng cho cánh tay đòn của nó là cái đoạn AB này mà đoạn AB này là bằng bản 12,5 cộng cho 72,5 bên đây là 145 này mà theo cái định lý cân bằng moment á thì tổng các moment ha tác dụng vào một điểm này nè đó và cái nơi thanh này coi như cân bằng thì nó sẽ bằng không đó cho nên mình cho bằng không nè à, bây giờ á mình xem xét tiếp coi những cái lực nào có những lực nào chưa có ở đây ta thấy là FR có nè FR1 có nè chỉ có RBI này chưa có cho nên mình giữ RBI này lại mình chuyển tất cả các cái còn lại đi qua ghế bên kia ở đây RBI này giữ đây thì mình chuyển thằng này nè qua bên ghế bên phải nè đó vậy nó thành dấu cộng nè thấy không đây bên đây đang là dấu trừ chuyển qua đây thành dấu cộng nè đây các bạn thấy không cộng FR nhân 90 nè thằng này đang dấu trừ chuyển qua bên bên phải này nó cũng là dấu cộng nè cộng FR1 nhân cho 72,5 nè, thấy chưa? Ở đây RBI này nhân cho 145, mình giữ RBI này rồi, thấy RBI. 145 này mình sẽ chia xuống dưới mẫu Đây 145. Như vậy là gì? Mình sẽ gắp số vô thôi. Um, FR của mình á là ngay chỗ này nè là 792,2 nè nhân cho 90 là thấy chưa? Cộng cho FR1. FR1 là uh, 1178,1 nè nhân cho 72,5 là đó. Chia cho 145. Ờ ừ, thì các bạn bấm máy tính ra nha, ở đây tôi bấm máy tính cho các bạn xem nè.

nè đó, à, ok nha đó như vậy là gì cái lực rbi này nè các bạn nha mình tính ra là 1080,8 à, mà các bạn lưu ý nữa nè hồi nãy mình giả sử là cái chiều của cái lực này hướng lên và mình tính kết quả ra nó dương có nghĩa là cái chiều giả sử mình đúng nha các bạn lưu ý nha, nhiều bạn sẽ bị lúng túng chỗ này à, Tiếp theo mình sẽ đi tính cái lực RAI nè các bạn Mình đã tìm được RBI rồi, mình muốn tính RAI thì mình sẽ chiếu ha, tất cả các lực này lên trên cái trục thẳng đứng ha, Tức là trục Y đó à, Lưu ý nữa, một số bạn cũng không hiểu chỗ này nè Ví dụ ở đây nè, người ta là FR nè đó Khi chiếu lên, cái thằng này nó đang là đàn hướng lên nè đó, Mà cái trục các bạn chọn là hướng xuống nè mà tại sao là FR nó lấy là dương nè khi mà mình chiếu lực á ở đây mình có thể có hai cách làm một á là mình chọn theo đúng cái trục này luôn tức là mình lấy à, cái thằng này nó ngược chiều với à, y này đúng không thì mình lấy FR này âm rồi tiếp theo thằng RAI này á nó xuống đây là dương nó nó đảo dấu lại thôi các bạn à, thằng FR một này nè nó hướng xuống này nó theo chiều y này là dương Nó cũng được còn không á mình cứ lấy đại một chiều nào đó là chiều dương. Đó, mình có thể để thuận nè, mình lấy à, chiều hướng lên là chiều dương thì những thằng nào mà hướng ngược lại nó sẽ là chiều âm thôi. Ở đây à, tôi sẽ làm hai cách luôn cho các bạn xem nha. Và kết quả nó ra đều như nhau nha. Nhìn nè. Bây giờ đầu tiên á, cách đầu tiên á tôi sẽ giả sử là chiều hướng lên là tôi lấy chiều dương nha. Như vậy là FR này dương nè. Đó, xong qua thằng RAI này nó hướng xuống nè. Đó à, RAI này tôi đang giả sử tôi chưa biết nó chiều là hướng lên hay hướng xuống nha. Chiều thực tế của nó đó nhưng mà tôi giả sử nó hướng xuống, nếu tí nữa tôi tính ra mà chiều mà nó hướng xuống như vậy mà tính ra cái số nó dương á tức là cái chiều giả sử này mình đúng. Còn nếu mà mình tính ra cái số của uh, RAI này á mà âm á tức là chiều giả sử ban đầu mình là sai, chiều thực tế nó phải là chiều ngược lại. Đó nhiều bạn bị lúng túng chỗ này. Rồi ở đây tôi giả sử là nó hướng xuống đúng không? Hướng xuống. Đó thì uh, là âm nè. Đây RAI âm nè, thấy yeah. chưa? Tiếp theo, ở đây các bạn nên là làm theo từ trái qua phải nha. Ở đây nó không có làm từ trái qua phải cho nên dễ bị thiếu hoặc là bị lộn. Tiếp theo nè là tới FR1 nè. FR1 hướng xuống là âm nè. Hồi nãy tôi đã nói là chọn cái chiều lên là dương nè theo cái FR đầu bên đây nè. Không thằng này hướng xuống là âm nè. FR1 là âm nè, thấy chưa? Rồi cái thằng này FRBI là hướng lên là dương nè đó như vậy trong cái phương trình này à, những thằng nào mình biết những thằng nào mình không biết những thằng biết nè fr biết rồi nè rbi biết rồi nè vừa mới tính hồi nãy bên đây đây một không tám tám nè à, rbi nè đó. rồi vậy là thằng này biết thằng rai này chưa biết và thằng fr 1 này biết rồi như vậy là mình thằng này nó đang âm là mình chuyển với nó qua anh đây đó, thì mình viết lại nè. RAI là chuyển qua đây nha là dương nè. Đó thằng này FR là vẫn để bế bên trái thì vẫn là dấu dương nè. FR nè cộng cho RBI nè trừ cho uh, FR1 nè. Đó mình thế số vô. FR này là uh, 792 nè. Thấy chưa? Cộng cho thằng RBI này nãy vừa mới tính là 1080,8 nè, trừ cho FR1. FR1 chỗ này là 1178,1 nè. Đó, mình sẽ bấm máy tính ra coi

đó, và cái số này nó ra dương luôn các bạn cái rai này dương luôn có nghĩa là cái chiều mình chọn ban đầu là đúng nha rồi bây giờ tôi sẽ làm cái cách thứ hai nha các bạn đây cái cách thứ hai thì tôi chọn cái theo cái này nè cái chụp xuống phía dưới là dương nè đó, hồi nãy tôi chọn cái hướng lên là dương đúng không đó thì tôi giải ra nó ok nè nó ra đúng này nè bây giờ tôi sẽ làm ngược lại cho các bạn xem để tôi chứng minh là cái kết quả nó ra cũng như nhau thôi đó, bây giờ tôi sẽ chọn là cái chiều xuống phía dưới là dương nha đây nó thì cái phương trình này nè mình lập cái phương trình này mình sẽ viết lại như sau cái thằng fr này nè hiện giờ mình chọn chiều theo phương y là dương là hướng xuống nè thì thằng này nó là âm nè chiếu lên màn đi chiếu lên trục y màn này âm nè rồi tiếp theo thằng này thằng rai này là dương là hướng xuống là dương nè yeah. rồi thằng fr 1 này cũng dương nè và thằng rbi này nó hướng lên là âm nè có nghĩa là mình sẽ đảo dấu lại thôi Yeah. như vậy là gì thằng ERAI này nè nó dương mình giữ lại với bên trái nè mình chuyển tất cả các cái còn lại về phía bên phải à, ở đây là FR chuyển qua bên phải nó ra là dương nè đúng không nó chỉ khác trên đây thôi còn xuống đây nó giống nè các bạn rồi thằng này đang âm này, RBI đang âm chuyển qua nó dương nè thấy chưa rồi thằng uh, fr1 này nó đang dương chuyển qua là âm nè đó như vậy là gì mình thế số vô lại mình cũng bấm nó cũng ra y chang số này rồi một trường hợp nữa đây tôi phân tích hơi kỹ nha các bạn một trường hợp nữa giả sử nha tôi chọn à, hiện, hiện giờ trong cái bài này người ta giải á, là người ta chọn cái chiều e rai này chọn chiều hướng xuống và vô tình nó đúng cái chiều thực tế luôn còn trong trường hợp giả sử tôi chọn à, tại vì ban đầu cái phản lực này mình không biết chiều mình chọn đại mà mình chọn hướng lên nè e rai của mình hướng lên á thì sẽ như thế nào đây thì các bạn sẽ xem nó sẽ tôi sẽ tôi sẽ thay đổi lại nha đó, các bạn chờ thì đây và bây giờ tôi chọn cái chiều cái trục này hướng lên là dương à, hướng lên là dương này à, bình thường thôi khi các bạn hiểu là các bạn làm kiểu nào cũng được hết á rồi hướng lên là dương nè vậy cái phương trình mình nè à, fr này dương nè đúng không nó dấu dương nè RAI RAI hiện giờ á mình chọn chiều hướng lên là chỗ này là dương nè. Đó thấy chưa? Rồi fr 1 FR1 nó hướng xuống vẫn là âm nè. RBI này hướng lên là dương nè. Đó như vậy là chỉ đổi dấu cái thằng này thôi RAI thôi. Vậy bây giờ mình thấy RAI này dương mình sẽ giữ thằng này lại à, bên với bên, bên trái nè. Tất cả những cái còn lại mình chuyển về với bên phải nè. Thì thằng này chuyển qua là dấu trừ nè, FR này, này là dấu trừ nè thấy chưa? thằng RB này chuyển qua bên đây nó là dấu trừ luôn nè và thằng FR1 này chuyển qua nó là dấu cộng nè đó như vậy là thằng này là trừ nè đó, thằng này trừ nè và thằng này là cộng nè các bạn thì tôi bấm máy tính cho các bạn xem nè trừ 792.2 trừ cho 1080.8 cộng nè cộng cho 1178.1 bằng nè. Đó các bạn thấy không nó ra là -694.9. Đó như vậy là chỗ này ra dấu trừ. Chỗ này ra dấu trừ nghĩa là sao? Nghĩa là cái chiều mình à, chọn ban đầu của cái lực RAI này, này nè. Mình đang tính RAI nè. Nó không đúng, nó ngược lại. Đó, như vậy là cái chiều thực tế đó là nó sẽ hướng xuống. Hướng xuống đó, lúc đó thì mình sẽ à, cho cái lực lúc mà mình vẽ biểu đồ lực cắt á, mình sẽ cho này hướng xuống nha các bạn đó một cái điểm lưu ý vậy thôi <laughs> tiếp theo các bạn khi mà mình đã tính được các cái phản lực liên kết tại những cái ổ lăng rồi á thì mình đi tiến hành vẽ biểu đồ mô men uống thôi à, đơn giản này nè đây cái cách vẽ như sau à, đầu tiên á mình sẽ vẽ cái biểu đồ lực cắt quy trước nha mình đang xét trong cái mặt ioz nè cho nên cái biểu đồ lực cắt này người ta gọi là biểu đồ lực cắt quy thì uh, fr hướng lên nè thì mình vẽ lên lên bao nhiêu giá trị bao nhiêu 792 đó mình vẽ lên 792 nè cái đoạn này không có lực nào hết thì mình vẽ ngang qua đó, dễ vẽ ngang qua tới đây tới điểm A gặp cái lực e RAI là 694 mà hướng xuống nó đè xuống nè cho nên bước nhảy nó nhảy xuống nè đè xuống nè bao nhiêu 694 vậy là nó phải thụt xuống 694 là từ 792,2 đó mà nó nhảy xuống nó bị đè xuống một đoạn cái bước nhảy bằng 694 á thì nó còn lại là 97.3 có nghĩa là các bạn lấy 792.2 nè các bạn trừ đi uh, 694.9 á. Ở đây là 94.9 nha các bạn. Rồi tiếp theo nè các bạn, sau khi mà mình đã tính toán được các cái phản lực ở uh, các cái ổ lăng ha, ở A và B rồi nè thì mình sẽ đi uh, tiến hành vẽ cái biểu đồ uh, lực cắt và biểu đồ mô men uốn. Thì uh, biểu đồ lực cắt mình vẽ như sau nè, mình xuất phát từ bên trái qua nè các bạn, rất là dễ vẽ nha. Bắt đầu từ điểm C nè, mình xem nè, cái lực FR này hướng lên nó đi lên nè thì mình vẽ lên nè nó dễ lên một đoạn nè và cái độ lớn chỗ này là 792,2 tức là bằng với cái lực này nè FR nè 792,2 nè đó rồi xong mình đi ngang qua tại vì trên cái này không có lực gì hết mình đi ngang qua ngang qua tới điểm A tới điểm A nó gặp cái lực ERAI này đè xuống các bạn hướng xuống nè thì đè xuống tức là cái bước nhảy nó nhảy xuống và cái giá trị bước nhảy bằng đúng với cái độ lớn cái lực này luôn là 694,9 nè đó hay nói cách khác là cái giá trị còn lại bên đây nè nó sẽ bằng là 792,2 mình trừ đi 694,9 nó ra là 97,3. Đó cái mình vẽ ngang qua một đoạn. Đó và độ lớn cái khoảng này nè là 97,3 Newton. Rồi tới đây nè các bạn, tới điểm D nè, tới điểm D thì ta gặp cái lực là FR1 này nè, nó đè xuống thì nó sẽ tạo ra một cái bước nhảy xuống và cái độ lớn của bước nhảy này bằng đúng cái lực FR1 này luôn. Đó, mà cái lực FR1 này là 1178,1 Có nghĩa là mình sẽ lấy 97,3 này nè mình trừ đi 1178,1 thì nó ra cái điểm dưới đây như vậy là mình bấm máy tính ra nó ra là 1080,8 đó các bạn thấy không cái đoạn này không có lực gì hết nó chạy ngang qua nè đó tới đây nó sẽ gặp cái lực RB này đẩy lên nhảy lên nè và cái giá trị RB này phải bằng đúng cái giá trị này nha đó thì gọi là cái biểu đồ mình mới về không đó có nghĩa là trong sức bền người ta nói là xuất phát từ không nè và về lại không thì mới đúng cái này nó về lại đúng không nè đó thì trong quá trình vẽ một số cái bài các bạn nó sẽ bị chênh lệch số một tí ví dụ nó không có đúng về đúng chính xác cái số rbi này đâu lý do là gì trong quá trình mình làm tròn á các bạn làm tròn thì nó sẽ rơi ra hoặc là thiếu đi chút đỉnh mà nó sai lệch không nhiều nha nếu nó sai lệch nhiều là các bạn phải kiểm tra lại nha còn nó sai lệch ít và cái cách mình tính đúng thì nó sẽ chính xác rồi sau khi mà mình tìm được cái biểu đồ lực quy này rồi á thì mình mới đi tiến hành vẽ cái biểu đồ mx tức là biểu đồ mơ men uống thì ứng với cái lý thuyết của sức bền nè cái biểu đồ quy này dương nè các bạn à, và các bạn lưu ý á, là khi mình vẽ cái biểu đồ quy này mình nên để dấu vô nè ví dụ ở phía trên là, là dương nè không dương nè ở phía dưới là âm nè đó, để chi tí nữa mình vẽ MX này nè, mình căn cứ vào cái dấu này nè. Quy dương á, thì biểu đồ MX nó sẽ giảm các bạn. À, đây là cái quy tắc nha. À, này là dương là giảm nè. Đó, và cái giá trị chỗ này nè, tức là 71298 này nè, giá trị này. Nó sẽ bằng tích của cái thằng 792, à, 2 nè. Nhưng cho cái chiều dài CA này. À, tôi bấm máy tính cho các bạn xem. 792, 2 mà mình nhân cho cái đoạn CA này là 90 nè. Đó nó ra 71298 nè Đó ra giá trị moment tại điểm này nè Rồi tiếp theo tới điểm này rồi Đó thì mình xét cái đoạn bên đây Đoạn AD này Thì ở đây vẫn là dấu dương nè ha. Biểu đồ lực cắt vẫn là dấu dương là giảm tiếp nè Nó xuống nè Và cái giá trị chỗ này nè Sẽ bằng giá trị tại điểm bên đây Cộng cho cái thằng này ha. Thằng 973 nè Nhưng cho cái chiều dài của nó Nhưng cho đoạn AD nè Bây giờ tiếp này nha Là giá trị này nè Là 71298 nè Cộng tiếp nè cho các bạn Mở ngoặc ra nè là cái độ lớn của lực cắt chỗ này là 97.3 mà nhưng do chiều dài của nó là đạn AD mà đạn AD này là 72.5 đóng lại bằng nè đó 78352.25 ở đây là nó có làm tròn rồi đó các bạn cho nên nó hơi bị sai lệch đi một chút nè tiếp theo các bạn mình sẽ đi tính moment trên cái mặt phẳng XOZ đây các bạn Nha, trên mặt phẳng XOZ là mặt này nè đó thì để tính moment trên cái mặt này á, mình cũng đi tìm các cái phản lực ở trên cái trục mà của cái mặt này để các bạn xem nè đây cái trục của mình nè mặt XOZ là cái mặt nằm ngang này nè các bạn thấy không ở trong cái mặt phẳng nằm ngang này á mình có một lực duy nhất thôi đó là lực FT1 này nè đó và ở đây nó có hai cái cách để làm nha các bạn một á, là mình vẽ theo cái kiểu xiên như vậy xiên 45 độ như vậy đây giống như trường hợp này nè các bạn đây mình vẽ trên cái mặt xoz này mình vẽ xuyên như vậy ha biểu đồ lực cắt và biểu đồ moment uống mình vẽ xuyên như vậy đó hoặc là cách thứ hai là mình vẽ theo kiểu này Là mình sẽ quay cái trục uh, x này nè các bạn cho nó trùng vô trục y giống như mình đứng ở trên này nè mình nhìn xuống hình chiếu bằng đó các bạn thì nó ra cái kiểu này cái thằng ft này nè đó mình đứng trên nhìn xuống nó nó thẳng như vậy thì ở đây là ta có hai cái cách làm một á, là mình sẽ dùng cái phương pháp nhận xét ở đây mình thấy nè d này á, nó nằm ở giữa a và b cho nên là hai cái phản lực rax và rbx này nè nó bằng nhau và bằng một nửa cái thằng ft1 này à, ft1 này chia hai nó chính bằng rax và bằng rai luôn đó đây ở đây người ta làm theo cái cách nhận xét đó các bạn còn không á là mình sẽ làm theo cách thứ hai đó là lập các cái phương trình cân bằng lực và mình tính thôi rồi ở đây tôi làm theo cách thứ hai cho các bạn xem nè tôi sẽ lấy moment đối với điểm a nè các bạn moment đối với điểm a nè thì ta có nè ở đây các bạn thấy lực ft 1 này nè đó nó làm cho cái trục của mình quay quanh điểm a này theo cùng chiều kim đồng hồ này đúng không quay như vậy cho nên là nó mang dấu âm nè à, là trừ ft 1 nhưng do cái cánh tay đòn của nó là đạn ad nè rồi cộng cho cái thằng RBX nè RBX này làm cho cái trục của mình quay quanh A theo chiều ngược chiều kim đồng hồ Có phải cái lực nó đẩy lên như vậy Thì cái trục của mình nó sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ Mà quay ngược chiều kim đồng hồ là cái moment nó sẽ là dương Là RBI nhân cho đoạn AB nè Rồi ở đây FT1 mình biết rồi Và RBX này mình chưa biết nè Mình sẽ tìm RBX bằng cách mình giữ RBX lại nè Mình chuyển những cái đã biết về phía bên kia ở đây ta có FT1 mà chuyển về bên phải á là nó ra dương nè, FT1 nhân AD nè, thấy chưa? Và cái AB này mình sẽ chuyển xuống à, dưới mẫu nè. Đó mình ráp số vô nè các bạn. FT1 của mình á hiện giờ là 3236.9 nè. Giờ nhân cho AD. AD của mình á là 72.5 nè. Và chia cho AB, AB của mình là từ đây tới đây nè là 145. Rồi bây giờ mình sẽ bấm máy tính cho các bạn xem nè. À 3236 3236.9 nhân cho 72.5 bằng nè Và chia lại cho 145 Bằng nè Đó 1618.45 nè Coi như 1618.5 đó Rồi mình sẽ lập thêm một cái phương trình nữa là Mình chiếu tất cả các lực này lên phương X Là RAX nè Trừ cho FT1 nè Thấy không nó đi xuống nè Mình chọn hiện giờ mình chọn hướng lên là dương đó Cộng cho RBX nè Bằng 0 ở đây mình đi muốn tìm cái RAX thì mình giữ RX mình chuyển máy này qua bên với bên kia. Như vậy là FT1 mình chuyển qua đây là dương nè. RBX là chuyển qua là âm nè. Đó thế số vô các bạn là FT1 là 3236,9 nè. trừ cho RBX nè. Mà RBX mình vừa mới tính bên đây nè là 1618,5 nè đó mình bấm máy tính ra nó sẽ ra là 1618.5 luôn nha các bạn tiếp theo là sau khi mà mình tính được các cái phản lực RAX, RBX rồi mình sẽ đi vẽ cái biểu đồ lực cắt QX thì ở đây nè các bạn xem nè đây đi lên đúng không thì mình vẽ lên lên bao nhiêu 1618.5 đó đi ngang qua nè cái đoạn này không có lực gì đi ngang qua nó tới cái điểm D này nó gặp cái lực FT1 đè xuống à, nhảy xuống nè và cái bước nhảy này bằng chính cái lực FT1 này luôn các bạn là bằng 3236,9 luôn đó. thì muốn tính cái giá trị dưới đây á mình lấy 1618,5 nè, mình trừ đi cái ft 1 là trừ đi 3236,9 nè. Đây các bạn, đây 1618.5 mà trừ đi 3236.9 bằng nè đó 1618.4 ở đây mình là làm tròn đó hồi nãy á, là mình tính ra là 1618.45 mình làm tròn lên là 1618.5 đó cho nên chỗ này nó ra là chính nè giờ yeah, ở đây mình làm tròn là 1618.5 luôn quý các bạn là ở đây người ta đánh số bị sai nè 1616.5 là không đúng nha 161 8.5 mới đúng nha. Chỗ này các bạn sửa lại chút tí xíu nha. Rồi sau khi mà có biểu đồ và lực cắt rồi á, mình sẽ đi uh, vẽ biểu đồ moment nè. Thì ở đây là biểu đồ lực cắt dấu dương nè, nó giảm nè, giảm xuống tới đây. Và cái giá trị này á tính như thế nào là lấy cái thằng này nè, 1618.5 mình nhân cho cái chiều dài AD này nè, 1618.5 mình nhân cho AD, đây là 72.5. 72.5. Bằng này các bạn. 117341.25. Đây 117341,3 3 25 này coi như người ta làm tròn lên là 3 đó à, Ok như này đúng nè Rồi tiếp theo là mình vẽ cái biểu đồ à, mô xoắn Thì biểu đồ mô men xoắn cũng rất là dễ đó các bạn Ở đây cái bộ truyền bánh đai này đúng không Nó tạo ra cái mô men xoắn nó truyền qua bên cái bánh răng nè Thì ở đây các bạn vẽ lên nè Đó vẽ ngang qua nè Tới D nè đi xuống nè nó và cái mô men xoắn này là 181264.3 đó. tiếp theo mình qua cái bước uh, thứ sáu đó là từ cái biểu đồ và moment uống nè của MX và MI nè, mình sẽ đi tính cái biểu đồ moment uống tổng cộng tại uh, D nè. Thì theo công thức các uh, MD sẽ bằng nè uh, căn bậc hai của MX D bình phương cộng cho MID bình phương. Mà MXD mình có nè là 8358 nè. Bây giờ bình phương lên cộng cho cái MID mình vừa mới uh, tính nè là 117341.3 nè, ở bình phương lên. Đó thì uh, mình bấm máy tính thử coi căn bậc hai nè. 7 8 3 5 8 bình phương. Cộng cho 1 1 7 3 4 1 3 bình phương bằng này các bạn. 1 4 1 0 9 9 1. Đó ok nha. Như vậy số này đúng nha và cái moment xoắn tại D này các bạn moment xoắn dưới đây nè 1812 64.3 ở đây người ta đánh máy bị lộn nè các bạn nha. Đây các bạn sửa lại là 1812 64.3. Rồi. À, vì tại vị trí D á, không có lực dọc nên cái ứng xuất pháp tại tiết diện này nó thay đổi theo chu kỳ đối xứng à, với cái biên độ là sigma A sẽ bằng sigma F và bằng là MD chia cho V kép thì mình sẽ đi kính cái V kép này để mình thế mình tìm những cái hệ số này bây giờ ta có nè cái trục của mình á đây cho vị trí này nè các bạn nó có cái then và đường kính trục chỗ này mình chọn là 45 nè thấy không và có cái then luôn cho nên các bạn sẽ chọn cái then này nè thì ở đây người ta chọn cái then uh, theo cái ví dụ là 16.1 các bạn xem lại ví dụ này ở cái trang là 553 nha và cái then ở trong ví dụ này người ta chọn uh, là bề rộng của then này nè là 14 chiều cao của nó là 9 chiều sâu rảnh then trên trục á, uh, là 5.5 và chiều sâu rảnh then trên uh, lỗ trên mây ơ uh, là t1 bằng 3.8 như vậy là với những cái thông số này đó, uh, mình ráp vào cái công thức mà tính v kép nè v là cái moment men cạn uống đó các bạn thì cái công thức này các bạn xem ở cái trang là 361 nha đó thì nó có, sẽ có công thức này đây v kép này các bạn sẽ bằng nè à, bd mũ 3 chia 32 trừ cho bt mở mặt ra d trừ do t đóng mặt lại bình phương chia cho 2d à, ở đây á, các bạn có những cái thông số này hết rồi các bạn à, thế vô và bấm máy tính thôi nha ở đây d của mình là 45 nè b của mình là bề rộng nè là 14 nè t của mình là chiều sâu rảnh then trên trục á, là 5,5 nè d này là 45 nè nha d này 45 nè trừ cho t là 5,5 nè đó các bạn bấm máy tính ra nó ra là 7611,3 nè đó thì ta có cái v kép này rồi mình thế vào công thức phía trước này đây md chỉ v kép này à, thế vô đây mà md nãy mình tính là 141099,1 chia cho cái thằng v kép mình vừa mới tính đây là 7611,3 đó, mình bấm máy tính nó ra là 18,5 đó thì cái sigma m này bằng không nha rồi tiếp theo mình sẽ đi tính cái ứng sức xoắn thì ứng sức xoắn á cái là tô sẽ bằng là t chia v kép không V0 là gì? Là cái mô men cản sắn. Thì mô men cản sắn các bạn xem ở cái công thức là 10.25 Cũng cái trang là 361 này nè các bạn Đây công thức này nè Thì hai cái công thức này nó ná nà ná nhau Nó chỉ khác nhau ở cái phần mẫu nè Ở bên đây nó là mô men cản uống v kép là BD mũ 3 chia 32 Còn bên đây mô men xoắn là BD mũ 3 chia cho 16 nè Đó nó khác cái chỗ này Các bạn cũng thế số vô ha B D mũ 3 là 45 mũ 3 nè, thấy không? Chia 16 nè, trừ đi. À, B là bề rộng then 14 nè. T là chiều sâu rảnh then trên cái trục là 5,5 nè. Rồi D này là 45 nè, trừ cho T này là 5,5 nè. Chia cho 2 D là 2 x 45 nè. Các bạn bấm máy tính ra nó ra số này. À, sau đó các bạn ráp vô công thức này, ta có T rồi nè. Bây giờ T là ở đây nó đánh máy bị lộn nha các bạn, 181264 nè. Đó là cái moment xoắn đó, chia cho cái moment cản xoắn là V kép 0 là số này. Đó, à, đây tôi bấm máy tính thử coi

.5 bằng đó nó ra là 10,9 nè các bạn ha 10,9 nè đây ta gáp số bị lộn nha các bạn khi mà ứng sức sáng thay đổi theo chu kỳ mạch động á thì ta tính thêm cái thằng uh, tô A và tô M nè To A bằng tô M là bằng tô chia 2 nè đó mà tô của mình vừa mới tính ra nè là 10,9 chia 2 là 5,5 nè đó như vậy là mình tính được các cái thông số này rồi tiếp theo tại tiết diện D á có sự tập trung ứng sức là rảnh thang và mình tra cái bảng 10, 8 bảng này nè các bạn thì cái bảng này nó nằm ở cái trang là 364 nha các bạn mở trang 364 ra xem đó, để mình đi tìm cái k sigma thì ở đây các bạn tra nè dựa vào cái à, giới hạn bền ha là sigma đó ở đây sigma bền người ta cho là 510 trăm mười nè các bạn đó thì mình tra ở cái dòng này à, dựa vào cái thằng then mình là then gì ở đây là then mình là then bằng đúng không là cái này ta tra ra là cái k sigma này là 1,75 nè bảy nè thấy chưa tiếp theo cái k tô à, k tô mình tra theo cái cột then này luôn nè là ra một phẩy năm nè đây k tô một phẩy năm nè rồi tiếp theo mình dựa vào cái bảng 10.3 các bạn ở cái trang là 362 thì mình tra ra cái epsilon sigma thì đây này các bạn bạn nè ta dựa vào cái vật liệu mình là thép carbon nè ở trên là epsilon sigma nè ở dưới là epsilon tô nè và dựa vào cái đường kính các bạn đường kính của mình là 45 đúng không nó nằm ở cái cột này từ 40 đến 50 nè dò xuống như vậy là epsilon sigma của mình là 0,84 nè thấy chưa và epsilon tô của mình là 0,78 nè thấy chưa tiếp theo mình dựa vào cái hình 209 này hình này nè các bạn ở cái trang là 44 nha trong cái tài liệu của mình á trong sách là trang 44 nha thì các bạn tra nè, đầu tiên mình dựa vào cái sigma bền của mình là 510 nè. Ở đây các bạn thấy 400 là 600 là 510 là nó nằm gần, gần giữa đây nè. Đó, rồi cái đường này nè là C tô nè. si à, tô nè, còn đường này là C sigma nè, thấy Thì ở đây C tô của mình á đây nè. Cái chỗ này là 0.05 nè. Như vậy cái người ta tra làm 0.0175 nè. Đó, còn lên đây cái C Uh, sigma này nó gần giữa nè, ở đây 0.05 thì chia đôi nó ra là 0.025 nè, đó. Tiếp theo mình qua cái bước thứ bảy là mình xác định cái hệ số an toàn tại cái tiết diện D. Thì uh, theo công thức mình học nè là S uh, sigma sẽ bằng là sigma 1 chia cho nguyên cái cụm này. Thì uh, những cái số liệu này mình đã có hết nè. Cái sigma trừ 1 là đề nó cho nè, 255 nè, gáp vô nè các bạn. Ở đây k sigma, k sigma mình vừa mới tra bảng là 1.75 nè, k sigma 1.75 nè. Rồi cái sigma A, à, sigma A là à, tính nè các bạn, sigma A nãy mình tính ra là 18.5 nè, chia cho cái epsilon sigma, epsilon sigma mình vừa mới tra bản ra luôn. Đây các bạn 0.84 nè, thấy chưa, đây epsilon sigma nè. Rồi cộng cho C Sigma. C Sigma mình tra nè. Là 0.025. Nhưng cho Sigma M. Sigma M bằng 0 nè các bạn. Rồi mình sẽ bấm máy tính thử coi các bạn. Là 255. Rồi ở dưới mẫu nè. 1.75. Nhưng cho 18.5. Chia cho 0.84. Đó. Rồi. Qua đây cộng cho. À, bên đây là 0 rồi, coi rồi, như bỏ này đi Bằng nè, 6,61, ok Đó, tiếp theo cái thằng Eto nè Eto là bằng To 1 chia cho cái cụm này Mà To chữ 1 đề nó cho nè các bạn, đây 128 nè Thấy chưa, thể vô Rồi cái Kato này mình đã tra bản rồi nè, là 1,5 nè Cái thằng To A này nè, là hồi nãy người ta tính lộn đó là 10,9 chia 2 nè Ra 5,5 nè Chỗ này 5,5 nè các bạn à, Chia cho cái Epsilon To epsilon tô là 0,78 này các bạn cộng cho c si tô c si tô này là 0,0175 nè rồi ờ, nhân cho cái tô m tô m là 5,5 nè đó thì mình bấm máy tính lại đây 128 chia cho nè rồi 1.5 lần này nè nhân cho 5,5 nha các bạn nhân cho 5.5 nè ở dưới mẫu á, là 0,78 nè rồi qua bên đây cộng cho 0.0175 mà nhân cho nhân cho cái thằng tôi mà tôi mờ là 5.5 nè. bằng đó, 11.99 xem như là 12 ha, làm tròn là 12 đó các bạn. Rồi, sau khi mình có hai cái thông số này rồi, mình thế vô để tìm cái thằng hệ số an toàn S nè. S sẽ tính theo công thức này, mình thế vô thôi. S sigma là 6.61 nè và S to này là 12 nè đó căn bậc hai của cái cụm dưới đây à, thấy chưa rồi mình thế số vô các bạn ở trên cái tử này là 6,61 bây giờ nhân cho ở đây là eto này là 12 nha các bạn đó, 12 nè chia cho căn bậc hai các bạn của thằng 6,61 bình phương cộng cho 12 bình phương bằng đó ra 5 789 thì coi như là 5 5,8 5.8 thì nó vẫn lớn hơn cái hệ số an toàn cho phép à, mà hệ số an toàn cho phép á, thì các bạn đọc trong tài liệu ở đây nó nằm trong khoảng từ 1.5 đến 2.5 đó mình có thể lấy là 1.5 nên là này ra 5,8 là ok rồi ha như vậy là mình kết luận là cái trục của mình ha tại cái tiết diện mà nguy hiểm nhất là tại tiết diện d này, này nè nó vẫn đảm bảo điều kiện bền mỏi như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện tính toán xong cái trục này nếu các bạn thấy cái clip của tôi thật sự ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin chân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau